Xin chào mọi người, đây là đàn chó con của Sẹo và Lòi. Ok, được 3 con. Đây là ngày tuổi 34-35 ngày. 3 con này là sẽ là 3 con màu vàng. Cho con thì hôm nay tập ăn rồi, 30 mấy ngày rồi. 3 con bọn này là ra màu vàng nhé mọi người nhé. Mấy đứa ba mẹ con ra đây xem nào. Ba mẹ con ra đây chơi xem nào. Không có núp ở đấy mãi. Ra đây. Đây là cái con đang nô với con mẹ này là con đực. Con đực là nó nghịch hơn. Hai con còn lại là hai con cái. Đây, lắm nét này. Đàn này thì rất là giống với lại đàn trước. Đây là một cái đàn cho con của Sẹo. Đây, nhìn cái đuôi của nó đây này. Đó. Nó có một cái nhúm đuôi, một nhúm lông nó thò ra đây, nó lông thôi, chứ còn nó tịt. Đó. Em cái này. Đây là con đó. Đấy, hôm nay thì đi lại là cũng nhanh thoăn thoắt rồi. Bụ quá, mẹ tốt sữa cho con nó bụ. Chân con to bằng chân mẹ. Chân con to bằng chân mẹ đấy. Này, hai con cái này ra bú mẹ này. Bây giờ chỉ bú theo từng lúc thôi, chứ không phải lúc nào cũng bú được. Lồi ra chơi với lại con đi. Đi vào góc này. Thì mẹ thích lên tivi. Cái này cũng chụp ảnh được nhỉ? Yeah. Chụp được không? Chụp được chứ anh. À. Chụp được nhưng mà nó là máy chuyên về máy quay thì nó nhiều chức năng quay hơn. Thì cũng nó cái bọn nó chụp ảnh có hôm nó mang cái máy nó bảo em mua cả chân với cả ống kính ống kiếp của em gần tỷ anh ạ. Thằng Đực này là bán này. Thằng Đực này là bây giờ là có thể là nhìn ngó là mọi người ai mà thích thì có thể là đặt cọc thằng Đực cái luôn được này. Đây. Cái ống kính nó dài như này. Ống kính như cái bắp đùi. Xong rồi cho lên cái bệ máy này. Cái máy mà nếu mà tính cái ống kính thì cái chuyện ống kính nó vài trăm triệu là chuyện bình thường. Nó bảo toàn là tất cả của em là 40.000 đô, 40.700 đô, anh cứ tính tiền. Chứ cái máy ảnh lèo bèo mình dùng để mình chụp mà là nó đã tính là nó đã hơn 100 triệu rồi, máy với lại ống kính không phải là gọi là hàng gì lắm đâu, gọi là hàng dùng cá nhân đấy. Đắt của nó chỉ có ly công mấy cà lông. Của ông Sony nó cũng đắt thả mồm. Sony thì nó thiên về máy quay. Các cái shop truyền hình này đều cái máy Sony. Đó, lắm ba con cho con. Rồi. Cái con mẹ này, mày lằng nhá lằng nhằng. Đây, hai con này thì nhiều người là nghi ngờ về cái việc của nó sẽ là màu vàng, nhưng mà cứ yên tâm là chắc chắn là nó sẽ là màu vàng. Cái kiểu màu như thế này là nhìn cái màu của cái đầu của nó kia là với lại cái chân của nó màu vàng kìa. Về sau nó thay lông nó sẽ là màu vàng. Mõm sẽ hơi phớt đen một tí. Đó. Còn cái con vàng kia thì không nói rồi. Đó, ba con. Đực đó. Đực đó, đực có to hơn. Cái này. Mẹ. Mẹ hóng này.